Anh em có nhu cầu mua hàng Free Fire, truy cập ngay web vàng24h.com, uy tín, nhanh gọn và tính bảo mật cao. Yo, xin chào tất cả những người bạn có mặt trên kênh của mình. Mình là Lão Gió đây. Đến với cái video ngày hôm nay, mình sẽ tiếp tục những cái trận đấu solo squad. Mặc dù là mạng hơi lag một chút nhưng mà mình sẽ cố gắng anh em ạ. Mình sẽ xuống ngay cái khu vực đầu đường bay này thôi. Đáng ra là mình tính vào cái khu biệt thự rồi, nhưng mà vào cái khu đấy mà không may mà gặp một team thì chỉ có xác định luôn. Nên là thôi, mình sẽ đi ra bên ngoài. Ở Sky đâu rồi? Ok, nãy mình vừa thấy một thanh niên rơi xuống chỗ này. Đâu người ta? Bỏ đi. Không biết là bạn ấy chạy đâu mất rồi. Có luôn cái giáp 1. Ba lô 2 này. Đây rồi. MP40 luôn. Mình sẽ để dành cái tăng giáp anh em ạ. Đằng nào thì mình cũng chỉ mới có cái giáp 1. Vậy nên là ít nhất thì mình cũng phải có cái giáp 2 hoặc là cái giáp 3 thì mình mới tăng. Chứ không thì tiếc lắm. Tay 3 này. Có luôn mìn luôn. Mình sẽ quay lại gài quả mìn vào cái tăng giáp kia, để đảm bảo rằng là ít nhất là cái tăng giáp của mình nó cũng phải an toàn. Đó, ok. Mặc dù là sau khi bị gục các bạn ấy cũng được cứu thôi, nhưng mà kệ. Nếu mà mình thấy ai gục thì mình biết là mình mất cái tăng giáp rồi. Còn nếu mà chưa thấy ai gục thì chỗ đó vẫn là cái tăng giáp của mình. Một thanh niên bên dưới này. Đi đâu? Đồng đội của bạn đâu rồi? Đã thấy. Thanh niên thứ hai. Còn hai người nữa đâu? Xuống luôn xem là bạn ấy có cái giáp gì ngon không. 4x này. Đậu xanh. Không hề có giáp ngon. Thanh niên vừa rồi thì sao? Mạng lãi lác rồi. Cũng không hề có giáp. Buồn vậy. Thứ mình cần chỉ là một cái giáp 2 thôi mà cũng khó khăn thế cơ à. Đồng đội của bạn kia đang ở gần đây. Kiểu gì các bạn ấy cũng mon men tới cái giáp của mình cho coi. Cái tăng giáp của mình. Mình cần phải gấp rút đi tìm cái giáp 2 thôi. Bình thường ạ. Có người trên cái hòn đảo nhỏ kìa. Bông kêu nhanh đấy. Bình thường thì trên cái hòn đảo nhỏ ấy cũng có một cái tăng giáp ở cạnh cái nhà vệ sinh. Mình hy vọng là các bạn vừa rồi chưa ăn. Không biết là nó còn không. Bây giờ mình bơi ra thì xác định là mình chết. Chỉ có cách phải bắn hạ bạn kia đã. Căng ghê anh em ơi. Có một thanh niên bơi dưới sông. Này thì bơi này. Sai lầm nhá. Còn một thanh niên trong cái nhà nát kia. Mình bắn được mấy viên rồi.
Ở đây cũng không có giáp luôn. Đau ghê. Bà ấy định làm gì kia? Ôi, mạng lại lag rồi. Những cái lúc này mà mạng lại lag thì có buồn không chứ lị. Bay đầu. Hai bé đang ngực. Cái team này lại một cái team khác nữa anh em ơi. Cái team hai người mà ban nãy mình gặp lại một team khác. Vì là chưa clear nên là mình còn chưa dám ra. Này thì lúc đầu này ok, được thêm một bé nữa rồi. Thanh niên cuối cùng lòi cái chân anh em ạ. Bạn này bạn đặt cái bông keo hay ghê. Mình sẽ cố gắng ra cờ liên nốt cái team này luôn. Hay à, ném bông keo nhanh đấy. Vũ hồn. Tí nữa thì mình đứt. May mà bạn ấy lại chết bởi cái quả lựu đạn mà mình vừa ném ra. Tính ra số mình cũng hên chán anh em ạ. Giờ thì lút đồ thôi. Mặc dù là trên người mình không còn giáp, nhưng mà sớm thôi mình sẽ nhặt được cái giáp của mấy thanh niên này. Đừng nói là mấy thanh niên này cũng không có giáp nhá. Đây rồi, một cái giáp chống nổ hỏng. Ba lô ba luôn. May là cái tăng giáp ở đây vẫn còn nguyên. Thế là mình vẫn còn dư một cái tăng giáp ở trên cái nhà vỡ ban nãy kia. Tuyệt vời phải không? Đồ thế này là quá nhiều rồi. Mình cần phải vào bo thôi. Tại vì cái bo nó cách khá là xa mình. Anh em nào mà chơi ở trên cái hòn đảo thiên đường này nhiều ấy, thì sẽ gần như là sẽ thuộc hết những cái chỗ nào mà có tăng giáp ngay. Tại vì là nó gần như là cố định rồi, chứ nó không rơi theo kiểu ngẫu nhiên. Nên là chẳng có gì mà không nhớ được phải không? May thế, vỡ được con xe. Ôi. Có xong mình rồi. Con xe nó lật ngửa luôn rồi. Bình thường mọi khi cứ ra khỏi con xe một cái là con xe nó sẽ trở về với trạng thái bình thường. Nhưng mà hôm nay con xe nó ngửa ra luôn. Chắc là không muốn mình lái xe đây mà. Trong khu vực thị trấn có một cái gọi thính. Bò 2 đã bắt đầu thu. Ý lộn, bò 2 đã xuất hiện. Vào đến đây coi như là mình cũng an toàn. Bên dưới kia cũng có một cái tăng giáp nữa kìa.
Chẳng nhẽ lại không có thanh niên nào chạy ra đấy ăn cái tăng giáp sao? Hay là khu thị trấn hôm nay vắng tanh? Hơn 30 giây nữa thôi là bò sẽ thu. Tăng giáp cũng không hề có mìn. Phía trước mặt mình có bắn nhau. Mình sẽ ghé hỏi thăm các bạn đi luôn. Một bé bay đầu. Xong luôn. Bé thứ hai đã gục. Ok. Nhẹ nhàng anh em ạ. Bé thứ ba. Cứu à? Ok, clear. Team đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay mình clear được. Mình nên vào bo thôi. Nhây ngoài bo giờ này không sáng suốt một chút nào. Một thanh niên nữa này. Bay đầu. Đồng nghĩa việc là một team tiếp theo bị clear. Hiện tại thì trên bản đồ chúng ta còn 10 người. Bo 2 thì một chút nữa thôi là sẽ xong. 9 người rồi. Thính này. Không biết là có phóng lựu không. M249. Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, mình vẫn thấy bắn khẩu M249 nó sướng hơn. Mặc dù là bắn khẩu M249 thì nó sẽ bị lộ vị trí, nhưng mà không biết là mình có nhặt được khẩu súng đấy hay chưa. Hiện tại ping nó 999 cộng rồi. Một lúc nữa lại thấy mình ở ngoài bo thì không sao, đã giảm rồi. Tự dưng sao bị lag vậy ta? Có người cam cầu kìa. Cái UAV nó đứng im đúng cái vị trí mà bên đầu cầu bên kia. Khả năng cao là sẽ có người cam cầu. Vậy nên là như mọi khi, mình sẽ một là đi hai bên rìa cầu, hai là bên bơi ở dưới sông. Thì chỉ cần bị địch bắn một phát là mình một là nhảy lên cầu, hai là nhảy xuống sông. Có hai đường để thoát luôn. Lợi hơn rất là nhiều khi mà anh em đang đứng ở giữa cái cầu. Tại vì mấy cái trụ sắt kia nhiều khi nó không che hết được người. Lại lag nữa rồi. Không biết là trận đấu ngày hôm nay có được top 1 hay không. Khả năng cao là gãy lắm anh em ạ. Có xe kìa. Một thanh niên vừa bị hạ, chắc là chết ngoài bo. Đây rồi. Bay đầu.
Tiếp tục là một team nữa bị clear. Chúng ta còn 5 người mà thôi. Đừng có nói là mình gặp 4 thanh niên còn lại nhá. Cái khả năng này là hơi cao rồi nha. Hy vọng cuối trận ping nó sẽ không hề tăng lên một chút nào. 50 là tốt rồi. À, không phải là 4 người. May quá. Vừa có 2 người chết. Như vậy là mình sẽ đối đầu với 2 người. Bo bắt đầu thu. Con xe mô tô. Chẳng nhẽ hai thanh niên kia lại bị con xe mô tô đâm chết chăng? Ôi lại lag rồi. Bảo sao tự dưng con mô tô lại đứng im. Hai thanh niên hai con xe. Vào bo thôi anh em ơi. Giờ mà không vào bo các bạn ấy, ở trong bo các bạn ấy cam ra thì xác định là mình nhấc người luôn. Có bắn nhau kìa. Chẳng nhẽ hai team chăng? Đúng hai team luôn. Như vậy là chỉ còn một thanh niên cuối cùng. Xuống xe. Quá phê anh em ơi. Tuyệt vời. Mặc dù trận đấu ngày hôm nay hơi lag một chút, nhưng mà không sao, mình vẫn được nhân giống rồi. Nếu mà anh em có bất kỳ băn khoăn hay là góp ý gì cho video của mình thì cứ comment ở bên dưới nhé. Cuối cùng là cảm ơn tất cả những người anh em đã theo dõi cái video này của mình. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất từ channel của mình nha. Tạm biệt và chúc mọi người một ngày thật là tốt lành. Bye bye.